Kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 2 tháng 7 năm 2022, kênh Nhà Nông Miền Tây cập nhật giá sầu riêng tại các tỉnh miền Tây, miền Đông cũng như khu vực Tây Nguyên để cho bà con mình tham khảo. Thì trước khi đến với giá thì kênh chia sẻ một số thông tin liên quan đến thị trường ha. Thưa bà con, hiện tại thì đã công bố thời gian địa điểm diễn ra lễ hội sầu riêng lần thứ nhất. Thì vào ngày 16 tháng 6, Ủy ban Nhân dân huyện Krông Bắc, tỉnh Đắk Lắk đã phê duyệt đề án tổ chức lễ hội sầu riêng năm 2022. Đây là được kỳ vọng là lễ hội không chỉ quảng bá cho nhãn hiệu hàng hóa của địa phương mà còn kích cầu tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh. Thì cụ thể, sự kiện này là nơi kết nối cung cầu, trao đổi thông tin giữa nhà nông, thương nhân, doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà quản lý, tạo cơ hội giao thương giữa người trồng, người sản xuất, chế biến sản phẩm từ trái cây và người tiêu dùng, đồng thời tôn vinh giá trị kinh tế của các loại trái cây đặc sản chất lượng cao, những sản phẩm đặc sản tiềm năng và thế mạnh của địa phương. Thì một vài thông tin chia sẻ với bà con ha. Quay trở lại tình hình giá sầu riêng ngày hôm nay thì thưa bà con, giá sầu riêng hôm nay là ổn định ha. Cụ thể là tại miền Tây, mức sang kinh có giá từ 200 đến 240, sáu hũ là từ 75 cho tới 78.000 đồng, sầu riêng chuồng bò mua xô từ 40 cho tới 45.000 đồng, sầu riêng khổ hoa xanh từ 32 cho tới 35.000 đồng, ri sáo hàng đẹp từ 47 cho tới 52.000 đồng, ri sáo mua xô từ 40 cho tới 45.000 đồng, sầu riêng Thái hàng đẹp từ 55 cho tới 60.000 đồng, sầu riêng Thái mua xô từ 50 cho tới 53.000 đồng. Tại các tỉnh miền Đông, ri sáo hàng đẹp từ 43 cho tới 47.000 đồng, ri sáo mua xô từ 39 cho tới 42.000 đồng, sầu riêng Thái hàng đẹp từ 50 cho tới 55.000 đồng, sầu riêng Thái mua xô từ 46 cho tới 49.000 đồng. Tại Tây Nguyên, ri sáo hàng đẹp từ 44 cho tới 48.000 đồng, ri sáo mua xô từ 40 cho tới 43.000 đồng, sầu riêng Thái hàng đẹp từ 50 cho tới 55.000 đồng, sầu riêng Thái mua xô từ 46 cho tới 49.000 đồng. Giá sẽ có sự chênh lệch nhất định tùy theo mỗi địa phương, tùy theo thương lái và đoạn đường vận chuyển xa gần ha bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh và có thể bình luận trực tiếp vào kênh để trao đổi thông tin. Xin kính chào.